Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Còn hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của em Ngọc ha, ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre, để cho em Ngọc quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống, mai ghép giống Thảo Hương Cẩm Thạch nè, cúc kim ngân lượng nè ha, rồi nhị ngọc toàn giảo như ý, cúc bạch mai, rồi giá cực kỳ yêu thương luôn cô chú anh chị ha, nhiều giống đây ha. Show mình lợi rồi đó cô chú anh chị, giá vài trăm ngàn một cây thôi cô chú anh chị ha. Rồi mong cô chú anh chị ủng hộ cho vườn em Ngọc ha, không làm mất thời gian nữa ha, mình vào clip luôn, gặp em Ngọc, em Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi Ngọc chào cô chú anh chị giùm anh nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào chú ba anh chị ạ. Rồi hôm nay mình giao lưu cái lô mai giống em ha. Dạ. Rồi vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn đi ha, nói tiếp clip trước luôn ha, mã 11N nha em ha. Dạ. Rồi cây Thảo Hương Cẩm Thạch, cái này ghép được 5 bao thông số luôn em ha. Dạ cái này bản thân là được 19. Rồi cái này về cho Tết cũng được luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 40. Mình vừa cho lá vừa cho bông luôn á. Tán ngang là được 50. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 400 ạ. Rồi đã cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 12 nào. Cũng là một cây bình lợi ạ. Số bông bình lợi luôn ha. Có tàn luôn cô chú anh chị ha. Đó. Dạ cái này bản thân là được 13. Nè, là nụ kim hết rồi cô chú anh chị ha. Hàng này cho Tết ok nha cô chú anh chị. Chiều cao là được 50, tán ngang là được 58. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 400 nữa. Rồi, bao ship ha. Dạ. Đợi. Rồi tiếp theo cây mã số 13 anh nào. 13 anh nào. Rồi. Và anh nào là giống gì đây em, giống như ý ha. Dạ. Rồi cái này lấy bo cũng khá là cô chú chị ha. Bo cũng khá dạ ha. Cái này thì Tết nay có một số bông thôi chứ không có bông cho Tết nha. Dạ cái này bản thân là được 16,5. Cái này ghép được 4 bo ha. Chiều cao là được 54. Cái này thì Tết nay có một số bông thôi chứ không cho Tết được, em nhắc lại nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 70. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 550k. Rồi, đỡ cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 14N. 14N cũng là một cây cúc bạch mai ạ. Rồi. Dạ cái này bình thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 26. Tán ngang là được 40. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 350k. Rồi, đỡ cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 15N. 15N cũng là một cây kim ngân lượng. Rồi. Thông số luôn em. Dạ cái này bản thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 38. Tán ngang là được 51. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 350k. Rồi đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số là 16N. 16N cũng là một cây nhị hợp toàn ạ. Rồi. Cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Dạ cái này bản thân là được 17. Nè, cây đi đọt nè. Cao là được 34. Rồi. Tán ngang là được 51. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 400 mà. Rồi mình đợi cây luôn em ha. Rồi tiếp theo cây mã số 17N. 17N cũng là một cây như ý hả? Rồi, giảo như ý luôn ha. Rồi, thông số luôn em ha. Cái này được 3 bo lớn cô chú anh chị. Dạ cái này bản thân ngay đến ngày là được 15. Rồi. Chiều cao là được 39, tán ngang là được 44. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 350k. Rồi okay. Rồi tiếp theo cây mã số 18N. 18N cũng là cây nhị hợp toàn. Rồi. Thông số luôn em ha. Nhị ngọc toàn nha. Cái này cũng chơi Tết được cô chú anh chị ha. Nhị ngọc toàn mau làm nụ lắm. Làm nụ kim được số rồi nè. Dạ cái này bản thân ngay đến này là được 16. Rồi. Chiều cao là được 46. Rồi. Tán ngang là được 50. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 400 ạ. Rồi đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19N ha. 19N cũng là cây nhị hợp toàn. Rồi. Cây này có cái đế bí trên quấn ở trên nè cô chú anh chị ha. Như cái lò xo này nè. Đó. Quấn đeo vòng lên trên nè ha. Rồi thông số luôn đi em. Hồi xưa trồng cây rễ bí á. Dạ cái này bản thân là được 16. Rồi. Chiều cao là được 37. Tán ngang là được 50. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 350k. Rồi đỡ cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 20N ha. 20N cũng là cây nhị hợp toàn. Rồi cái này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số cái này luôn em ha. Dạ cái này bản thân là được 18. Rồi. Chiều cao là được 52. Tán ngang là được 53. Rồi. Dạ cái này con xin giao lưu là 350k. Rồi 350 ha. Cái này cuối clip luôn em ha. Chào dạ. Hết giùm anh nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào chú bác anh chị. Dạ con mong của chú bác anh chị ủng hộ cho con nữa. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Ngọc ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ. À.